Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm ngã bảy trong và ngoài nước. Hôm nay đây là bé An, theo lời yêu cầu của chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ, trao cho bé An một phần gạo và mì của Trần Hoài. À bé An, năm nay còn lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 hả? Ờ. Rồi hổng gài con ở nhà hả? Dạ. Chừng nào mới nhớ số lại con đi bán cho lại. Dạ. Rồi trường có thông báo chừng nào con đi học không? Dạ rồi. Bữa mấy đi học? Dạ 4 tay 5 năm. Rồi. Thì hôm nay ông cũng trao một phần gạo của chị Lam Thị Liên ở Địa Sĩ và chị Phụng Lam mì của Trần Hoài cho cháu An. Con cảm ơn cô Liên và chú Trần Hoài đã giúp đỡ con. À, ông chúc cho con học giỏi, sau này có kiến thức, có vốn, sau này lo bản thân và lo cho bà ngoại, ông ngoại con trong lúc con không cha không mẹ, mà ông ngoại thì đi làm phụ hồ, bà ngoại thì đang bệnh cũng lo cho con nhớ nha. Một lần nữa cũng cảm ơn chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ và chị Phụng Lam và Trần Hoài đã hỗ trợ chương trình này, cảm ơn. Chúc cho ba nhà hảo tâm sức khỏe luôn dồi dào. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này.